Kính thưa tất cả quý khán giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng sớm thứ Sáu ngày 11 tháng 8 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán giả, hôm nay tôi muốn nói về câu chuyện tranh cử ở tại một quốc gia Nam Mỹ, đó là nước Ecuador. Và một trong những ứng cử viên kỳ này ra tranh cử thì mới bị ám sát cách đây 2 hôm. Câu chuyện như thế nào ở tại nước Ecuador? Quý khán giả biết nước Ecuador là một quốc gia ở Nam Mỹ kẹp chính giữa nước Peru và nước Colombia. Nước Ecuador không có buôn bán thuốc phiện hoặc là buôn bán các chất coca, nhưng lại kẹp chính giữa hai nước chuyên buôn bán thuốc phiện là nước Colombia và nước Peru. Và vì như thế nên nhiều băng đảng đã sử dụng Ecuador như là một hành lang để xuất cảng thuốc phiện. Và vì như vậy, trong những năm qua ở tại Ecuador, nhất là ở tại thủ đô Quito, có nhiều xáo trộn và nhiều ứng cử viên trách cứ tổng thống đương nhiệm là tổng thống Lasso rất là nhẹ tay, nhưng họ nói ông là người tham nhũng hối lộ nên mới có cảnh xáo trộn như thế ở tại Ecuador. Và vì như vậy nên vào ngày 2 tháng 6 năm 2023, tổng thống Lasso nói rằng ông không có ra tranh cử kỳ này. Ông hỗ trợ cho việc mà tranh cử trong sáng của đất nước. Nhưng các ứng cử viên, nhất là ứng cử viên vừa bị ám sát vừa rồi là ứng cử viên Fernando Villavicencio, ông nói rằng đất nước này quá dơ bẩn, quá tham nhũng, và tổng thống Lasso để cho các băng đảng sử dụng nước Ecuador như hành lang buôn bán thuốc phiện thì không có được. Nếu tổng thống Lasso không có tham nhũng thì đã chặn đứng được việc này. Do vậy, ông nói tôi tranh cử là để làm sạch nguồn máy của đất nước, và tôi mong rằng việc đó sẽ làm sáng tỏ vai trò của tổng thống Lasso trong vấn đề có ngăn chặn những người băng đảng sử dụng Ecuador như hành lang buôn bán thuốc phiện hay không. Vậy thì thưa quý khán thính giả, cuộc bầu cử của Ecuador năm nay vào ngày 20 tháng 8 năm 2023 rất ảnh hưởng cục diện ở dưới Nam Mỹ, ảnh hưởng đối với Colombia và đối với Peru. Ra tranh cử kỳ này thì có 8 liên danh. Liên danh thứ nhất là liên danh của bà Luisa Gonzalez và ông Andres Arauz. Bà Luisa Gonzalez, bà này trước đây là Bộ trưởng Bộ Du lịch, và bà là người phụ nữ duy nhất tranh cử kỳ này. Nhưng có thể bà thắng kỳ này, vì hiện nay theo thống kê thì con số ủng hộ cho bà có lẽ là cao nhất. Bà và người đứng trong liên danh là ông Andres Arauz ra tranh cử cho tổ chức gọi là Citizens Revolution Movement. Citizens là công dân, revolution là cách mạng, movement là phong trào. Phong trào cách mạng công dân. Phong trào cách mạng công dân đã được thành lập bởi cựu tổng thống Rafael Correa vào năm 2007. Và cả hai người này, đó là bà Luisa Gonzalez và ông Andres Arauz ra tranh cử, thì người ta nói thống kê cho thấy các nông thôn của Ecuador rất ủng hộ họ. Họ là những ứng cử viên hàng đầu trong 8 liên danh. Liên danh thứ hai là liên danh tiếng Anh gọi là National Democratic Action. National là quốc gia, democratic là dân chủ, action là hành động. Hành động dân chủ quốc gia, đó là một tổ chức.
Tổ chức này, người đại diện kỳ này là ông Daniel Noboa và bà Veronica Abad. Ông Daniel Noboa từng là một vị dân cử, là một doanh nhân. Ông còn rất trẻ, mới có 35 tuổi thôi. Hai người này là khuynh hướng của đảng bảo thủ bên phía cánh hữu. Ông Daniel Noboa từng là một vị dân cử, là một doanh nhân giàu có. Ông là người con của doanh nhân giàu có nhất của Ecuador, đó là ông Alvaro Noboa. Như vậy, thưa quý khán thính giả, ông tiếng Việt gọi là công tử giàu có. Ông đại diện cho khuynh hướng của cánh hữu. Nếu những người ủng hộ bên phía cánh tả cho bà Luisa Gonzalez thì cánh hữu đa số lại ủng hộ cho ông Noboa. Và đại diện cho chính giữa, người ta gọi là trung tả hoặc là trung hữu, đó chính là đảng Amigo. Đảng Amigo được đại diện bởi luật sư Bolivar Armillos và một người hoạt động ở trong truyền thông, đó là Linda Romero. Đảng Amigo như thế là đảng được phía Trung Dung ủng hộ. Đó là đại diện cho ba khuynh hướng đang dẫn đầu được sự ủng hộ của quần chúng. Nhưng bây giờ thì đến một đảng mà vị đại diện chính là ông Fernando Villavicencio vừa mới bị ám sát. Đó là đảng Build Ecuador Movement, phong trào xây dựng Ecuador. Ông Fernando Villavicencio năm nay 60 tuổi, ông sinh năm 1963. Ông từng là phóng viên báo chí, từng là người ở trong quốc hội. Và người phó cho ông là một kỹ sư về vấn đề môi trường là ông Andrea Gonzalez. Hai người này ra tranh cử nhưng rất ồn ào, chống đối chính phủ của Tổng thống Lasso, chống lại việc tham nhũng, hứa làm sạch đất nước và hứa trong tương lai vẫn quyết tâm chống tham nhũng. Nên các ứng cử viên khác cũng rất là nhức nhối khi thấy họ ồn ào như thế. Ngoài bốn tổ chức và đảng phái vừa nêu lên thì còn bốn tổ chức và đảng phái khác nữa. Nhưng họ không có được ủng hộ rất là nhiều của người dân Ecuador. Thì tôi xin miễn nhắc tên họ. Bây giờ trở lại câu chuyện của ông Fernando Villavicencio. Thứ tư, ngày 9 tháng 8 năm 2023, trong một cuộc vận động tranh cử ở ngoại ô thủ đô Quito, ông đang đi vào chiếc xe thì người ta thấy có những tiếng súng và những người cận vệ đẩy ông vào chiếc xe. Sau đó thì người ta biết ông đã bị trúng đạn và bị tử vong. Em gái của ông nói rằng Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Tổng thống Lasso của Ecuador phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông, vì ông là một ứng cử viên tổng thống thì phải cử những người bảo vệ cho ông. Trước đó vào tháng 6 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Ecuador tuyên bố gửi những người bảo vệ cho tất cả 8 ứng cử viên tổng thống kỳ này. Nhưng mà chuyện Fernando Villavicencio bị ám sát và qua đời thì CNN trích lời các truyền thông báo chí của Ecuador nói rằng đó là một điều mà Tổng thống Lasso của Ecuador rất là giận dữ. Ông không thể nào mà tưởng tượng cảnh này xảy ra được. Nên CNN nói ông đã thốt lên rằng ông sẽ phải làm chuyện này cho ra lẽ tới cùng. Ông mong nước Mỹ giúp đỡ ông điều tra chuyện này. Nên ông đã mời một phái đoàn điều tra liên bang của Mỹ, đó là FBI, qua ngay Ecuador để điều tra xem thử ai đứng đằng sau vụ ám sát này. Như tôi nói hồi nãy, liên danh hàng đầu
mà được ủng hộ nhiều nhất chính là bà cựu Bộ trưởng Bộ Du lịch, bà Luisa Gonzalez của bên phía cánh tả. Rồi mới đến bên phía cánh hữu, rồi bên chính giữa trung dung. Người ta nói nếu ông qua đời thì thứ nhất, người mà bớt sự gây cấn nhất chính là Tổng thống đương nhiệm Lasso cơ mà. Rồi thứ hai mới đến là ứng cử viên hàng đầu bà Luisa Gonzalez và hai ba ứng cử viên sau nữa. Vậy thì ai là chủ mưu vụ ám sát ông Fernando Villavicencio? Câu hỏi này sẽ được trả lời chắc không có lâu đâu. Vì người ta đã bắt giữ được 6 tay súng có mặt ở nơi đó. Trong các cuộc điều tra trong những ngày tới thì sẽ rõ ai là người chủ mưu. Thưa quý khán giả, hôm nay tôi nói về Ecuador và cuộc tranh cử cho thấy đa đảng ở những quốc gia như Ecuador rất tôn sùng Mỹ. Nhưng mỗi lần tranh cử thì có cảnh như thế này. Họ đạp nhau xuống trên danh dự. Không những như thế mà nếu có thể, có cơ hội thì họ giết chết luôn đối thủ qua những hình thức ám sát vừa rồi, như là vụ ám sát ông Fernando Villavicencio. Nhiều người Việt Nam còn mơ tưởng đến cảnh đa đảng. Họ nghĩ đa đảng là đũa thần để xây dựng đất nước. Nhưng thật ra đa đảng mới chính là môi trường làm hại đất nước vô cùng, như cảnh ở tại Ecuador. Một quốc gia rất giàu tài nguyên, giàu nói rằng không trồng cây coca để làm thuốc phiện, nhưng vì đa đảng, những người mà buôn bán thuốc phiện họ mua chuộc các ứng cử viên hoặc là các vị ở trong chính phủ để sao? Để trở thành hành lang của buôn bán thuốc phiện như cảnh ở Ecuador. Và những ứng cử viên mà lên tiếng chống đối điều này như là ông Fernando Villavicencio thì cách này hay cách khác họ loại bỏ ông ấy. Có thể đó chính là những viên chức ở trong chính quyền của ông Lasso, nhưng cũng có thể là những vị đang tranh cử đối đầu với ông. Chính vì như thế tôi từng cân nhắc ưu điểm và khuyết điểm của đa đảng lẫn ưu điểm và khuyết điểm của đơn đảng để nói về vấn đề bối cảnh của Việt Nam là giao thoa giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, là một tiểu quốc nằm sát cạnh với anh cường quốc Trung Quốc. Thì tôi cho rằng để giữ ổn định chính trị, phát triển kinh tế tốt nhất cho Việt Nam trong giai đoạn hiện nay đó, chỉ có đơn đảng thôi. Mà đảng có nhiều công trạng với đất nước này chính là Đảng Cộng sản. Nên tôi ủng hộ thể chế đương nhiệm của Việt Nam bây giờ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đơn đảng là tốt nhất cho Việt Nam và đảng có nhiều công trạng nhất cho Việt Nam chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.